không thân rầy lời tổ bộ sử nụ hay nâng bàn ảnh vọt là ổ nữ cặp hình dứt bê lưu lia nông ca trả lời tốt nữ bê lưu lia đề qua mì cổ tư bọt bạc ca từ phía lời vấn đề ông rẻ thông lực một thêm tha đồng mấy ổ là ổ chân đi chết nâng có bây nì dê bàn dứt chương môn mặt trách chết cứ tệ là ổ bì vô miền bánh ha nông ca bộ bè hay ở những đại học đi ca chuyên từ đồng nai tháp nhất là mình bắt đầu cả tăng tổng số đánh đầu là cái cuộc sản xây hay ở những đại ai kiểm điểm đầu ở những đại bản tiết đồng nai tháp nhất tháp tớ trong đồng nai tháp nhất ra cả về việc liên bản tiết trong cả tăng tổng số đánh đầu cái cuộc sản xây rồi này đồng năng sắp về nhà, xem ở con lục thiên, khi nhóm nâng bên chọc, nên ngày này cứ mười nghìn này, bạn. Xong chơi, to cả tăng số đi đầu, đồng năng sắp về nhà. Thank you. Sắp về nhà, xem ở con lục thiên, nâng lục sợi chào cấm, lục yun cấm, dương ban. Vì thế xa khi này ông bị cả chạp luôn xe mà chức cận nạ đồng bọn pram rồi pram. Và nhà mình tốt được xem trong xua lúc nó cứ thả ta lúc bạn đăng rồi có mình bạn đăng ông bị propun rồi bỏ lịch khá gì nâng ảnh lịch khá cuốn propun rồi bỏ khót chụp nơi chụp với xa đôi mình đạch đẻ ແປປັນນຶງຄູສາກຳມະບານຖະຫນົມບອນໄດ້ໄຕຈັບຄູນີ້ຈຸມພວງປັນຫາຈັບຄູນຫຼືບໍ່ຈັບຄູນນັ້ນຂ້ອຍອັດບານດັງວ່າອັດບານດັງຖ້າວາສະນາແນ່ຕ້ອງອະນຸຍາກນາເດວ່າຂ້ອຍສົມແມ່ນເຕະປັນນຶງ Let me ສຸມນູ ຂ້ອຍ ນຶງ chưa rum lực cả chọn chạm một bảo lộc cơ tha bên chi rìa chmu nẹt tô xòm phay muối ai cơ sa đi muối sôn bầm bay lư bầm muối cho pi bầm buôn bầm muối cứ bên chi nẹt tô chia sẻ trái miền mà lộc pi nẹt đại kề rìa nơi lư bên chi nít đại chạm đường chọn xua lộc tìm muối chmu quạt nước chmu hươn hào kền đã kể đã tha sa ma chức nơi hay sa ma chức khana đồng bọn hay propun របស់ a ji គេ đã chăng គឺ tha bên chi này có bằng hành tha គាត់ មក đal so 21 ឈ្មោះ bun le how បញ្ជាក់ tha គាត់ chia ប្រធាន ក្រុម d hay chia propun របស់ cuốn mà ta lúc bạn đăng thà propun rồi bỏ gì nung cuốn nung còi mọc bát rồi gò dạng đôi đầy thế nhâm sâm chấm đẹp thà krusa rồi bỏ gì nung cuốn nick trong advanced score và còn phong mà advanced score lên những bát mình bắt nhâm ở bát đăng mà xong mềm tệ bên đằng. Can you? Sốm nua ta lục ai práp khiêm bàn thế, tha chỉ thầm đá đấy, cả na cầm mà phải bàn trơ bàn khi bảo sốm át hơi propun rồi co đây cầm kru sa nung trơ bàn khi chạp khuôn bận tọp nung đài. Bẹp bàn nung bàn nhà này cứ miền cà mau bị bao khla đôi chỉ ba tầng buôn ba tầng cồn phần miền cà mau bị bao thân ác sọc mà chân uốn cái chập vừa tại bọc quần tới ở thì họ đôi chỉ ông sầm muốn còn ở đất này cà mau bị bao phần này sàn sọc nơi sầm bồ nó cái chập tại luôn còn đấy bọc quần còn nơi anh ấy tam dạ coi những đấy đôi chôn chi nấy
cái chạp tới chỗ nên chín bộ phôn nào mà cái chồng bạn khởi nên chẳng miền khá có bạn tầng ớt khá có miền nào kiếm xong ớt mà tệ xem nua nó không sao mai Campuchia Phuket thập bát tái ta lục thập bàn lư bịa sầu bạc đề vật tha cana dương đỏ máu dương đỏ đỏ yộc từng rư ta lục thập lư bịa nâng đại rư thế bịa nâng thập buộc hai sầu kinh dễ nhưng đại ta bắt đỏ máu đỏ từng rư mà miền thập lư sâu mà em xong What did some new ta look you'll be a slow no mean they do my day take car no no man and him you'll be a slow me keep it slow more than me a few to one more man it but the nẹt đẹp phẹt phòn chiếc xài bằng đá anh bà này thả bạc đi vốn kì chỗ to nè tệ tuông nè ông mà chỗ tam đi dạng nẹt này chỗ tam đi dạng nè nục bà nẹt nòm kì chỗ nông thầy chạp luôn ấy nẹt đẹp khẳng khá đau nâng đôi chìa ở sở rụt luôn này bà nhà nế đẹp thuở ôi mình sạp sạp chả rán tòi chạp chiếc xài xung vạc mà thầy tam đi dạng nẹt đẹp nòm chỗ nâng em sống ở một tệ. Sắp rìa nhà sống ở khuôn lục dân kiếm ở lâu nơi dương này dây ông bì mà nút đeo cái bàn trở bàn cái chạp luôn nâu thân ạ đồng bón nâu đám chân nằm bón phùm rồi chết sắp rầm bày ở lâu nếch chung tờ lọc tờ rốc chung mùa 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 chung nuôn đài lục bàn bình chạy thà nơi khôn ông khung sầm bồ sọc sầm bồ mình không mới chung luôn đại khi ông đang xua nước cơ tham mình pin nẹt đầm bốn lô bàn mình chạy thà mình không mình nẹt chung một ni chia protein mình ti sơn được sọc sọc và thời chia sợi dây ti chia đám nước hơi lô bàn mình chạy mình nẹt tiệt chung một phun và phun nước đại chia protein mình ti sơn được sọc sọc thà tá ni nâng phun nâng nơi đám chân nằm mà bọn bố rơi chất sắp rộng bấy nâng ta phụ khót miên phanh hà đùm đạch đà. Chúng muốn ní, ní nâng cư mình mà anh chị phần này xung cung cách ấy, cứ có chị tự tu kháng sạch cách hơi nâng chị đọc rồi máu cứ có đôi chị bà thiên sọc phóng tôi sẽ cái phong khói bị phản thầy là từ cái chế máu hai miền màu cà mà bị ba mùi tiết chung một mục nâng đó mục nâng kì chập ba tứ tình ni nâng còn tôi có trời tình ni nâng hai nâng phương phương nâng thầy tôi khẳng dù thịa phong khói đôi chế xoắn sọc phong áp bên nâng vìa vừa cầm lăng vừa khóa chẳng bộ pi này nó kí chập không sốp hẹp cả đam chân làm chất bẩm bay nó cày pi kí chập chmuji nó chmu cuốn đấy chmu ni hay nó chmu là phơi nó có tre chập luôn điền chmu ni nó chmu phơi nó có rò đấy từ vốn sao mà đo kiểm tiêu nè ở một vĩnh cất máu chua là lại sọc mà cái sao bắt luôn hồ tâm đang chơi cái gì đó bạn đợi lại chung này và phụng con này đến này rồi ngày chung này ở đây đợi ở khơi nó và phụng này bạn đang cái chạp rồi mình chạp mình đang nghe cho mà đã bán chua và phụng con nên khi em xong em tệ mình nâng xong đủ khi em trong bằng hành chung lúc nào chúng mình muốn chúng luôn nơi mình tin nét tô so một thầy muối đầm bay ở lục
đạp mơ ta lúc nực hơn thật ta tệ tổng từ ni nâng phương đại rực tế lúc bật thiên chia đồng bốn cư ai kia xa kim trong bằng hai chung xa xây nó cư ai ế đọc ra muối cho mùi mùi ra muối nâu khám ai ý ở ấn xôn 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 bay bram buôn bram pi bram xôn hai ông lê ý ở ấn xôn xôn pi bay bay bram muối bram buôn bay hai nâng ý đâm bay sân xóm bê lực châm xôm ảnh nhạt chun xạ xây nâu tâm bò muối ai kia xa đi muối xôn bram bay lư mà phê bà muối cho pi xôn pi nâu khám ai tâm bó lê xôn 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 bàm bay mà cứ tâm bó lê bay nâu khăn ông ai kia xa nâu y ông lê nâng cứ lê ấn xôn xôn muối bàm muối bàm pi bàm pi buôn bay mà thật chăm xôm ảnh nhạt chun ảnh xa lưu cơ đạt từ lục xã xây hơi nâng xôm ảnh nhạt bằng hai ảnh xa nó lưu ảnh khuôn đồng bày phía kỳ bản bình đất phong đẹp mà nhạt mình trí ơn bà giá là cá tựa lãnh xa cơ đạt vì nâng nàng xa phía nhá cho chun xã xây bình đất And Mr. President, ព្រះញ្ញាលោកយុនគីមនៅក្នុងឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាឯកសារIS 11 miền chung một thả phong ni đại lực kê bình chạy thả sơ ma chức sọc sâm bồ bình chạy thả gọt chôl so mập hay muối nâu thang ngày tì bram buôn khai mê xa chân nằm bọn bùm bồ rơi chạy sập bram bay ta lúc nâu nực khơi nhu chung một ni đại lục bàn chá lai gặp thả cả thang ngày ní thả ni nâng ta ni nâng đại lực tê bạc phật chiên ni nâng ai mà kem xong mà tệ and sắp về nhà nó không ai cả xa mùi tiết đặc trưng bàn phải đòi chun luôn nó đại ai cả xa đi mùi sôn trầm bay lơ mà phải trầm muối cho pi sôn pi hơi lục chẳng mưa không có bò lên bay nó cứ này ai cả xa đấy nếu chia bình chi nẹt tô so mà phê muối đại kê xua chùm lái nước ngày tì bầm pi khai ngày đập muối khai buôn chia nam chết sập bầm bấy và đại miền chùm một thả y xả rái tháo khươn đại kê bình chia thả sama chết sọc sầm bố đập bòn mùa rồi prám đại chô đò tì so mà phê muối từ ngày thì đọc mùi khai mê xa cho nàm bọn của mùa rồi chật sập rầm bấy ta lúc nơi chạm tế phương ní chìa phương đà lúc bàn nì dìa y khăn ông ca mê chạy bạp tà lạc ca ngày ní đà rực tế bạp bà đây chìa phương nâng ai bà xong ôm tế
ហើយយើងសាភ្រេញ្ញាលោកបានជម្រាបសហចៅក្រមសឹមកេថានីហើយនឹងភឿននោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបាត់ខ្លួននៅក្នុងហ្វាយពេលជាមួយគ្នានឹងហើយបញ្ជីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកនឹងកេថានីមកដល់សម្ភៃមួយនៅថ្ងៃទី 6 ថ្ងៃទី 1 ខែថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ1678តើនេះវាស្របទៅនឹងការចងចាំរបស់លោកថាពួកគាត់នោះបាត់ខ្លួនក្នុងរយៈកាលនឹងដែរឬទេបាទនេះស្របស្របពេលវេលាហើយពងក្រោយពីគេចាប់គណៈតំបន់505រួចគេចាប់ពួកយីអឺណាពួកនីហើយនឹងភឿននឹង How did you? Some new tile, low band, dung, pick a chap, cloon, bohney, and pun, dung, 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 ເພິ່ນນັ້ນນີ້ນັ້ນໂຈລໃນກາຍນົງທໍາດອງຕົງບົງກໍລອດກໍລອດບັດຢູ່ຄາໄດ້ຫຼາຍຊິມາຕິດອີ່ຈຽງສາໄປໄວ້ໂຕມີຄັງສົກນັ້ນເກມປຽວນີ້ຖ້າອັນກອດມາແລ້ວກອດມາກິຈະອັດຖືອີ່ໃດຈັ່ງດອມມາດອກິສາຈັບຢູ່ຕະບັດອໍບາຍັງສົມອໍມາເຕ xâm nùa ta phụ con thằng pi nẹ nâng kê chạp khuôn nâng nông pê bì chung nâng tay mặt đoàn rứa pê bì chung nâng phụ hiếm tay bì chung nâng kê ạ ai con chú tay bì chung ấy ngay nâng kê ai con ăn cươi nơi lơ nông rôn mùi nông rôn mùi để lại thế đó phụ hiếm chanh phốt o máu bàn kê hai tay mà nâng chìa chập tròn rồi còn giang mấy khi mà đăng đáp phần còn đang tập phục kiểm tranh ở hai bàn còn phục còn cái hai chỗ từ cái còn ở miền nội diêm còn nơi cần cài muốn về lại phục kiểm bị chung chòm kiểm xong ở một thế xong nửa thắt tá nát ná đài trên nè chạm phục còn nó về đài lục tranh vì bị chung nó mỏng nó nhóm mình đăng cho bà ta tên là nà cháp bằng là còn đăng phê nó cứ miền lục vườn nó chìa bà thiên hay lục chúc chìa hà nụ bà thiên sá đông là tuôn kháng vô thịa em xong ổng tệ សាភ្រេញ្ញាសូមអរគុណលោកសាក់សីលោកក៏បាននិយាយថ្ងៃនេះផងដែរអំពីបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះផានដែលជានៅពេលមួយគឺជាប្រធានស្រុកសម្បូរហើយលោកបាននិយាយថាក្រោយមកគាត់ក្លាយទៅជាលេខាស្រុកស្រុករចេះលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត បង្ហាញជូនសាក់សីនៅឯកសារមួយទៀត vì một đáy khi mình xung chung ai kết xa lưu cơ đạt lúc xa xây hay nâng xung ảnh nhà thật là cán bây bằng hai nhà ai kết xa lưu ít khóng phong đáy ông chùm đáy ảnh nhà một trái lưu cơ đạt tôi tuôn ai kết xa lưu cơ đạt vì năm nào xa về nhà dốc dùn xa xây bình nịch
សាព្រញ្ញាឯកសារដែលខ្ញុំបានជូនទៅលោកសាក់សីនោះគឺបញ្ជីអ្នកទោសស.28មួយដែលសួរចម្លើយនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1996ហើយនៅក្នុងឯកសារខ្មែរ EON គឺទំព័រ 007 ប្រាំបួនប្រាំពីរបីប្រាំពីរគឺបុគ្គលម្នាក់នៅឈ្មោះដែលគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីនោះឈ្មោះឈីហោហៅផាន សមាជិកស្រុកក្រចេះតំបន់បាទដែលចូលមកដល់ស.28មួយនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1997តើលោកអាចជម្រាបតុលាការបានដែរទេដែលថានឹងជាឈ្មោះផានដែលលោកបានឆ្លើយប្រាប់តុលាការថ្ងៃនេះនោះមែនឬទេបាទឈ្មោះហួរនេះគឺប្រកាសជាឈ្មោះផានហ្នឹងហើយបាទ គាត់ឈ្មោះដើមគាត់ឈ្មោះហួរអញ្ចឹងបាទឪពុកគាត់ចិនម្ដាយគាត់គួយបាទហើយគាត់មកធ្វើលេខាបស្រុកកាជេះក្រោយពីគាត់ធ្វើលេខានៅប្រធានស្រុកសំបូរតែបានមកកាជេះហើយក្រោយមកបានទៅចាប់ខ្លួនបាទខ្ញុំសូមអរមតិ សាព្រញ្ញាតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេអំពីពេលវេលាដែលគេចាប់ខ្លួនយីនេះហើយពេលដែលគាត់បាត់ខ្លួននោះដែលហៅផាននឹងគឺក្នុងអំឡុងពេលណាដែរបាទការចាប់ខ្លួនឈ្មោះផាននេះគឺចាប់នៅពេលដែលគេចាប់យីខ្លួនហើយគេមកចាប់ផានមុនគេ ផានេះពីមុនក៏នៅធ្វើជាប្រធានស្រុកសំបូរក្រោយមកក៏មកធ្វើប្រធានស្រុកកាជេះហើយនៅពេលដែលគេប្រមូលកម្មាភិបាលគេចោទតាប់កម្មាភិបាលនៅមិនល្អធ្វើជាអ្នកទោសនឹងយុទ្ធដាក់នៅបបីកន្លែងខ្ញុំទៅនៅនឹងមុនខ្ញុំទៅនៅនឹងគឺគេដកផានពីច្បាយស្រុកកាជេះមកធ្វើជាអ្នកទោសដែរដើម្បីដឹកនាំក្រុមអ្នកទោសទាំងអស់នៅដែលជាកម្មាភិបាលនឹងនៅបបីនឹង ហើយដល់ពេលគេចាប់គេមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនដែលគេដឹងគេប្រាប់ថាគាត់ចាប់ខាងតំបន់នេះនោះរួចស្រាប់តែមានឡានមួយចូលទៅចាប់ផានមុនគេតែម្ដងនៅកន្លែងបបីហ្នឹងម្ដងខ្ញុំសូមអរមតិប៉ុណ្ណឹង សាព្រញ្ញាសូមអរគុណលោកសាក់សីតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេគឺថាក្រៅពីកម្មាភិបាលដែលយើងបានពិភាក្សាថាគេបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាជេះនៅក្នុងឆ្នាំ 1978 ក្រោយពីចាប់អស់ទៅតើពួកខាងណាគេមកជំនួសពួកគាត់នោះក្រោយពីចាប់គណៈតំបន់គណៈស្រុកឯអស់ហ្នឹង នៅកាជេះនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបានលើកថានៅខេត្តនេះមានឈ្មោះមឿនមកធ្វើប្រធានហើយឈ្មោះខុនមកទទួលខាងយោធាហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះយេងហើយខ្ញុំអត់បានឃើញមកពួកគេទេគាត់ដឹងតែឈ្មោះអញ្ចឹងបីអ្នកហ្នឹងហើយដូចទៅសម្បូរខ្ញុំឃើញតែវឿនតែឈូកហ្នឹងក៏ទៅ សូមអរគុណទេប៉ុណ្ណឹងសំណួរលោកបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនច្រើនដែលមកជំនួសកម្មាភិបាលដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយពួកនោះមកពីខាងយោធាថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពួកគេនោះមកពីកងពលណា នៅយោធាឬក៏លោកដឹងថាកម្មាភិបាលថ្មីនេះមកពីកងពលណាមួយរបស់កងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជាដែរឬទេពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមយោធាដែលចុះមកខេត្តមកតំបន់ 505នេះខ្ញុំក្រាប់អត់បានដែរខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាតើពួកនេះមកពីភូមិភាគណាឬមកពីតំបន់ណា
mà cả nó đăng tha ủa nâng màu dễ sẽ nhôm nhôm và nâng màu cả nà và kiếm sống âm tệ và nâng sa pria nhà phải từ lư phía xa đà này gì mà còn ta lúc ai xong còn tha phụ còn lúc mau pi bon rồi khai na này bị tịch cam chia đại tế xâm lên để cái hào thà nhôm nữa mà nhôm đập ở ban chỉ ba đại mình hiện thác lại khâu và còn đằng tha trả đằng dễ nhôm dần và xong ông mới tệ What was your Samnua ta luk yol khuen tha yang doy bai dai no pe da mien kamaphiba che chran no knong dambon ke cheh tro ban ke chap no knong chnam 78 nang ta luk yol khuen yang doy bai dai sa sai man bai chloi top te nang samnua ni ti ka thang samnua oy sa sai pdol no krei thanathan keu mon anunya ti ខ្ញុំបានលើកវិធីថាដែរគឺពេលហ្នឹងគឺមានលិទ្ធមានសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមបាទកាលនឹងគឺមានប្រមូលកងទ័ពប្រមូលឆ្លូបអីពីសកលឲ្យទៅដែរហើយក្រោយមកថាសង្គ្រាមនឹងចប់ទៅក៏កម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់តាន់រំសាយដែរបាទនៅខេត្តនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខ្ញុំនេះគេឲ្យនៅម្ដុំសិនទៅជួយធ្វើទនុបធ្វើអីជាបរដ្ឋសិនបាទខ្ញុំសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងwork សំណួរតើលោកដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកម្លាំងទេហានតំបន់នៅពេលវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំ77នោះដែរទេខ្ញុំក្តាប់មិនបានច្បាស់ដែរបញ្ហានេះខ្ញុំសូមអរទេ Mr. President លោកប្រធានក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់សាស័យនៅសេចក្តីដកស្រង់កាលពីខែ5ដល់ខែ6ឆ្នាំ78គឺទេសនាវតីទុងបដវត្តឯកសារ E3/7/27ហើយដែលពីដើមគេហៅថា IS 11.14 ហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់ពីចំណុចដែលខ្ញុំសូមដកស្រង់ទី1គឺមានលេខ EON 00 64 559ភាសាអង់គ្លេស00 18 8 26ហើយនឹងភាសាបារាំងគឺ00 524 4 5 3ហើយសេចក្តីដកស្រង់ទី2គឺឯកសារតែមួយដែលមានខ្មែរ EON មានលេខ00 64 5 7 7ភាសាអង់គ្លេសគឺមានលេខ00 185 341និងភាសាបារាំងគឺមានលេខ00 524 468ហើយខ្ញុំមានឯកសារជាក្រដាស់ដើម្បីជូនដល់សាស្ត្រីហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ផងដែរអរគុណអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារជាក្រដាស់ពីតំណាងសហវិញ្ញាយកជូនសាស្ត្រីវិនិច្ឆ័យ
there are nang pranya គឺ មាន ឯកសារ 2 ផ្នែក ដែល ខ្ញុំ ចង់ អាន ជូន លោក ហើយ ខ្ញុំ នឹង សួរ សំណួរ បន្ទាប់ មក ផ្នែក ទី 1 គឺ ភាសា ខ្មែរ ទំព័រ 6459 ដែល ជា ផ្នែក នៃ ទេសនាបដី ទង បដិវត្ត ដែល និយាយ អំពី ការ ក្បត់ នៅ ក្នុង កង កម្លាំង ទាហាន កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ដែល គេ ជឿ ជាក់ ថា កើត ឡើង នៅក្នុងការវាប្រយុទ្ធជាមួយវៀតណាមខ្ញុំសូមដកស្រង់ហើយខ្ញុំសូមអានដូចតទៅនេះក្នុងអង្គភាពយោធានៅបូព៌ាក្នុងមួយវិរៈសនាធំវាចាត់តាំងមួយវិរៈសនាតូចមកវាយើងពីក្រោយខ្នងហើយមួយស្រុកវាចាត់តាំងមួយអនុសនាធំវាយើងពីខាងក្រោយខ្នងទៀតខាងក្រចេះក៏ដូចនេះដែរ ហើយនៅក្នុងផ្នែកតែមួយនៃទេសនាបដីទង់បដិវត្តនេះប្រសិនបើយើងមើលទៅលើទំព័រ 6457គឺទេសនាបដីទង់បដិវត្តមានចែងមានរៀបរាប់ដូចតទៅ គឺនៅទំព័រ6457នៃទេសនាបដីទង់បដិវត្តដែលមានរៀបរាប់ដូចតទៅយើងបានកំទេចពួកក្បត់ដែលដឹកនាំនៅទូទាំងប្រទេសដែលដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីននៅទូទាំងប្រទេស លោកប្រធានស្នើសុំឲ្យខាងសហប្រញ្ញាគាត់អានឲ្យបានយឺតបន្តិចលោកប្រធានមកថាប្រញ្ញាអានឲ្យខាងឡើងវិញខ្ញុំអពេកខ្ញុំមានការបកប្រែទេ យើងបានកំទេចនៅជនក្បត់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៅទូទាំងប្រទេសរួមជាមួយនឹងបពុះរបស់ពួកគេជារួមពួកកម្លាំងក្បត់គឺនៅខាងបូព៌ានិងខាងប្រចាំហើយនៅភ្នំពេញគឺនៅក្រចេះផងដែរគឺតំបន់25 សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរលោកគឺថាតើលោកចាំដែរឬទេថាបានលឺនៅពេលណាមួយដែលថាមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្បត់ត្រូវបានកំទេចគឺនៅក្នុងខេត្តកោះចេះចុងនៅដើមឆ្នាំ 1978ដោយសារតែមានការកើតឡើងនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយមេដឹកនាំបកបានសម្រេចថាមាន កំពុងខបត់នៅក្នុងភូមិភាគដែលតាក់ទងជាមួយវៀតណាមតើលោកធ្លាប់លឺអំពីបញ្ហានេះពីនារីមេអ្នកនិយាយប្រាប់លោកដែរឬទេសាក់សិកមកអត់ធ្លាប់ចាប់ប្រាប់អង្គជំរះសម្រេចលើការទាស់របស់មេធាវីការពីក្តីចិនសូមជួយលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានព្រះញ្ញាទើបបានប្រគល់ឯកសារទៅឲ្យសាក់សិសូមលោកធានាថាអនុវត្តបញ្ញត្តិពីមុនដែលថា សាក់សីបានអានបានដឹងឮឯកសារនេះពីមុនមករដ្ឋបើសិនមានឬគ្មានសូមអនុវត្តបញ្ញត្តិដែលមានរួចហើយសូមអរគុណសេចក្តីជំទាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីតែឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះនេះមិនមែនបរិបទដែលដោយករណីដែលយើងបានលើកឡើងពីមុនមកទេនេះជាការដកស្រង់នៅក្នុងសារព័ត៌មាន តែមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រចេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជម្លោះប្រដាប់អាវុធដែលកើតមានឡើងរវាងភាគីកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនិងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា
khăng lơ ni cứ tum nó rieng đập bột nơi trong đập bon 505 ni đòi sọc sâm bô khiom vi nơi ở ở chết cái lại bị giật nơi đạch bị khai tới tiếp khuất khai tới tiếp mình đòi cái lại khiom giăng khiom ở ban đập với ban tầng ở khiom cả vô đăng bị vấn hà tum nó ni khiom mình ban đăng ba lo rồi ba sâm om tế nưng. One last question. Tôi trong cái việc quan tâm đến vấn đề mới này, một trong những nhóm về phía sau về vấn đề mới xây dựng đó là ta luôn thọ lư âm pi cam ma phi ba, rồi còn nét được nhóm thay máy để mọc chùm nua cam ma phi ba đầm bón rồi còn cam ma phi ba sờ động ta cam ma phi ba thay máy đó thọ để dây prap thả hai đầu vây từ mẹ được nom cha, rồi con được nom cha, nó tập ăn chỉ chấp khôn đa rồi thế. Chia riêng tham đa nơi khnông robot máy của hòm đó, riêng ở tại miền cả chấp khnề tới nè, thay máy máu tay nè than nè cha nó có bòn, mà đòi đi tới chấp nâng được tiết nè máu mũi tiết, than nè nó có bòn tiệt, mà vẫn tay từ lư đến chân và kiểm sông om tệ. You knew many. Some new looks, squall, manichi chiran, that gay chap kluan. Ta look, chia chia ha, book cotton, kuchi chun chun kabat men today. Pet pond ng panyani, chum yolta, man man, certain kabat ng ante. If wrong, club room room, like you move, you say, do chia, look pan and young. Lúc này mà bác nhóm vì nất cứ lỡ mà thế mình vì sao lúc phá nó chứ cũng rưu mỗi nơi khăn ông sợ đọc còn là cam ở đây xây ở đây còn đa tu hai sự phép đẹp xa lỡ nó và chẳng cứ ban đi thăm mình mà anh sợ đẹp bọt tăng hòa đấy cả cháu cái đẹp bọt này khi mình đang chỉ chúng phục nhóm rùa bộ bá vì bố mình nè nơi xe máy nung phụi bà rom đặc la cha kru thân đặc luôn này được giống có men cả bà rom này, giờ bây giờ bây giờ anh chăng, còn tại mình chưa tha chưa đã nick bot nick bot ở tầng ngõ này anh đây và ai men cả phòn chỉ lom lưỡi bánh hà đặc la, em sống ổn thế. Like to turn now. Nam bây giờ ở đây nick nhầm chăng để gì ông pi bây giờ pi đã lục nơi bò bay cứ nơi cà rốt than bò bay để lục ban để gì thà kê mình chun tới thưa chỉ bật thiên cầm nơi bò bay khai mi thôn na cho nam chất sập bầm bay ở đây hai lục các ban chấm điệp dương phong đại than nơi cà rốt than bò bay pi muốn cứ kê prà nằm bay khung luôn nè tổ chia cam mà phi ba, sum nứa số tha ta lục đằng tha bộ bảy trở bàn kê prà prà chia cái này không luôn nè tổ chia cam mà phi ba đang đào được biết na. Vẹt phần nông pa nhà bộ bảy ních trong gặp mình bàn chia đáp phần nông còn đằng tha kê tha cam mà phi ba là bọt kê vùng mồi cho tới đạn nè bộ bảy mà nè bộ bảy bạn là vô tới đạn nó mình đang chạy phan ca kì ơi nhận được ngon thôi sấy còn mình đang bị buộc nông ở tới nơi nó có khiêm ở đang bị thay na đây hai khiêm nó có ở đang tham miên bỏ bay đúng không sạp tập phê kì tha ở khiêm nó từ thời bị thiên bỏ bay nó mà khiêm đang tha ô miên bỏ bay ấy pin gà na kì tha ấy kì bộ mồ bộ cam mà bao tam mồ than tam khung tam sọc mà chân uốn vô tới đạn này nông đời ơi phan nó thôi chỉ bờ thiên này lại bỏ bay nằng chẳng ban đi tha khi mà ban chỉ ban lo vì bảy hà bỏ bay ní môn đặc chiêm đền này để bà kiểm sông ông tệ bên nằng and you sum nửa lúc các ban chấm điểm dương phong đại tha nó về đặc kê sanh lúc tự tu khát trời này bỏ bay cứ lúc
Đại kỳ cầm nọ thay chế nạ tô vô thật đạ nó cứ cà cục rung xên. Nó kỳ cầm nọ thay chế ti tăng nạ tô. Đó phê kỳ đó ở khi dư dụ chôn dư nạ đi thật đạ. Kỳ ao thể hiện mà nạ thôi chế mê nơi nâng. Chứ mùa xả rân nâng thương mê. Ở đó xả rân nâng vì khám hiên là thật phép không khá đất nôm. Dư vụ chôn dư nạ đi nâng. Vì bố tăng vì cặp kỳ gia phía xung đây chế thể hiện nạ tăng hóa. Thôi ở miền cả nơi cái lại nó thôi cả nghe về ở từng mục đoạn chẳng bằng cái đọt nhóm vì sạ có mà ơi chấn luôn sờ rần nâng mà hai sờ rần nâng về khi mà đo cái lại cả than nâng có ở khơi sờ rần nâng đừng sờ rần nâng một mày phong còn cái prà ta sờ rần hiền là cực rồng môn kiếm xong mình chạy chun và nâng và xong ở tệ. ខ្ញុំសំណួរនៅពេលដែលលោកមកដល់បបៃតើលោកអាចតើលោកអាចព័ត៌មានបានដែរទេអំពីបបៃនឹងតើបបៃនឹងជាការឋានដែលមានទំហំធំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាបបៃនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងបបៃនឹងគឺមានដីឬគេស្លាយជាស្រែនោះ4ហិកតា ហើយគេដាក់ផែនការឲ្យខ្ញុំនឹងរើរៀននៅបានមួយរយតានៅថ្ងៃ11ខែ6ចិត្ត8ខ្ញុំចូលមកថ្ងៃ11ខែ6ចិត្ត8គេប្រាប់ទៅឲ្យរៀនដី100តាបាទហើយដល់មកដល់នឹងឧបករណ៍អត់មានមានក្បិតដល់ប្រថៅដំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនហើយ100តាហើយនៅសហគមន៍គេចាប់ស្ទូងកន្លះឲ្យយើងមិនតឹងរៀនដីផងអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅសុំគេវិញសុំឲ្យគេ ឲ្យជាងដៃគេឲ្យជាងដៃមកខ្ញុំនឹង 3 នាក់យកមកវាយដៃវាយប្រថៅវាយក្បិតបាទមកតនដល់ប្រហែលជា10ថ្ងៃខ្ញុំមានក្បិតប្រថៅប្រើហើយក្រោយពីនឹងទៀតខ្ញុំសុំដំរីគេបាទគេសួរថាសុំប្រមាណខ្ញុំថាប្រហែល 30 ក៏យក 40 ក៏យកតែបានដំរីច្រើនដល់រួចទៅគេរកខ្ញុំបាន 12 ក្បាល Tam mà dẹp đầm rây nó khi ông riêng xe rai bàn chiêng xe xe bì ta. Mà thật chung thử xe rai chăm nó bàn phẩm mùi rồi thăng. Anh chẳng bàn thà khi ông ôi bóng phổ như còn đình tí tới đầm rây mà rùnh. Rùnh chơi nóng phá đua lá cắt chơi chì phí đầm rây ốc lăng tùa. Mà anh nó vọt việc nâng bà mình phơi anh chẳng thế. Mình bàn phra mê ta phong bà khuyên cụm nất thơ à tam chung mùi đầm rây thế. Anh chẳng bàn thà ក្នុងការអនុវត្តនៅសេរុងនេះខាងស្រុកគេគ្រប់គ្រងនេះគ្រាន់តែថាបើយើងខ្វះស្អីយើងទំនាក់ទំនងមួយគេទេហើយការចាក់ស្ដាយនៅលើពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើនៅនោះហើយដោយឆ្នាំ 78នឹងទឹកបឋមគេប្រមូលសុំយុវជនយុវនារីអស់ច្រើនពីកន្លែងនៅសល់អ្នកឈឺអ្នកស្កាត់នឹងប្រហែលជាង 100 នាក់បាទអញ្ចឹងយើងរៀនដីបាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏មកតវ៉ាដែរខ្ញុំថាបើសិនណាជាដកកម្លាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចរៀនដីបានតាមផែនការទេបានគេថាឥឡូវកម្លាំងគេសុំប្រមាណឲ្យមកអត់អីទេអត់មានបញ្ហាទេព្រោះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងព្រោះសហគមន៍នៅត្រូវការកម្លាំងព្រោះកម្លាំងយុវជននារីប្រមូលវិសហគមន៍អស់ហើយនេះខ្ញុំសូមអស់មតិខ្ញុំសូមមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងបាទ Now សំណួរឥឡូវនេះសហការីខ្ញុំក៏បាននិយាយបានសួរលោកពីព្រឹករួចមកហើយហើយលោកបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មរួចមកហើយអំពីក្រុមយុវជនផាជាពីរយនាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីត្រមូងទៅមន្ទីរបស៣ហើយបន្ទាប់មកយើងក៏គាត់ចេញពីបបៃទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរលោកគឺថាតើ យុវជនដែលមកពីឃុំត្រមួននឹងតើត្រមួននឹងនៅកន្លែងណានៅក្នុងស្រុកអីនៅក្នុងតំបន់អ្វីដែរ
ខ្ញុំត្រមូងនេះខុំត្រមូងតមូងតលូងនេះនៅក្នុងស្រុកមេមត់បាទនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមបាទនៅចិត្តព្រំដែនវៀតណាមខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំជីឡានកាត់តាមនោះឃើញគេដាក់ខុំត្រមូងបាទអញ្ចឹងបានដឹងថាខុំត្រមូងនៅទៅនឹងនេះខ្ញុំសូមអរមតិប៉ុណ្្នឹង And was that part? Some new attire, the moon, could you find a pump people be a mente? But the moon, could not pump people be a man. And some new. Tai look at trap bar that a tenor paid that you would chun. Mùi cọng thông trở bàn kê bình chun từ bò bay bình chun bì bò bìa mọc bò bay ta lô ai prap bàn lại tới tầm mình hạt phá lô để kê bình chun dù bình chun nóng mọc bò bay Bẹp bòn nâng ca bình chun dù bình chun dù bình nà ri Phía chán dù bình nà ri mau bì thầm mù mọc bò bay ní Bà khi nhóm ọt đăng chú băng អំពីមូលហេតុឯប៉ុន្តែក្រោយមកឃើញតែពួកអ្នកមកហ្នឹងមានសភាពស្គាំងស្គមបាទស្គាំងស្គមខ្វះជីវភាពយ៉ាប់យើងខ្លាំងមែនតើហើយពេលនោះក៏ឪពុកម្ដាយយុវជនយុវនារីនឹងភ្នាក់ច្រើនមកនៅស្រុកសម្បូរដែរបញ្ជូនមកស្រុកសម្បូរសម្បូរបញ្ជូនមកឲ្យមកទៅដល់ក្រោយមកឃើញយុវជនយុវនារីហ្នឹងមកជាមួយដែរមកគេបញ្ជូននៅក្នុងខាងខ្ញុំហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េះសារមកដល់គេថាអូសុំ เอาอยู่ชนอยู่นรีนั้นข้างตะมุงข้างภูมิภาคบุพเพนั้นมาในการฐานជាមួយនឹងការฐานខ្ញុំនេះហើយដល់ក្រោយមកគេថាសុំឲ្យយួរយុវជននរីនឹងគេសុំយួរទៅវិញទៅបាត់អស់ទៅមិនដឹងទៅខាងណាបាទខ្ញុំសុំអស់មិនទេ Lúc bạn bệnh trịa đã không kết dụng phía cho mỗi xã cho các làm sự một kết hợp nhưng chưa chết thả nâng miên cả chào và can thả chân dù vậy nở đi tổng hóa nó miên tổng lại tổng nương cho mỗi Việt Nam ta nở ná trên nẹ phạm lúc thả dù vậy chân dù vậy nở đi nóng cứ miên tẹt tàu miên chuộc xa xa lại cho mỗi Việt Nam nâng thả tẹt tàu nóng cứ miên đã kháng sát động cái ឲ្យ មក នឹង គេ ថា ពួក នឹង វា នៅ ចិត្ត វៀតណាម ហើយ វា មាន ទំនាក់ ទំនង មួយ វៀតណាម បាទ ខ្ញុំ សូម អរ តេ ប៉ុណ្្នឹង ខ្ញុំ សំណួរ តើ យុវជន យុវនារី ទាំងអស់ នោះ នៅ បបី រយៈ ពេល ប្រមាណ ថ្ងៃ ប្រមាណ ខែ ដែរ មុន នឹង គេ បញ្ជូន ចេញ ទៅ ទៀត អូ dù chân dùng là đi để mà nơi bò bay đứng mình lớp bị bay khai đấy mà nơi bị buồn phải chia khai bằng bay khai bằng bay mà nơi khai bằng buôn khai khai đọp đứng trên là mình bắt đò thank you Mr. ដំណាងព្រះញ្ញាសូមអរគុណលោកសកស្រីឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចោទសួរលោកសំណួរនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារស.22មួយទៀតដែលជាកំណត់ត្រាអ្នកទោះចំនួន22ពីអ្នកមកពីតំបន់505ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រធានសហគមន៍ឃុំហើយ គឺបញ្ជូនមកស.21នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ78គឺប្រហែលជាមួយអាទិត្យមុនពេលរបបខ្មែរក្រហមដួលហើយលោកប្រធានឯកសារនេះគឺមានលេខដេ 108/20.6.2.3.0 ហើយទំព័រដែលមានបញ្ជីនេះគឺ គឺមានអ្នកទោស22មកពីតំបន់505ខ្មែរមានលេខ 00 886 82
ពីលុតបំបីបីបីរហូតដល់បំបីបីបួនហើយភាសាអង់គ្លេសគឺមានសូនសូនបំពិលបំបួនប្រាំប្រាំសូនបំបីដល់ប្រាំដល់ខ្ញុំចាំបង្ខ្ញុំចាំបង្គោលឯកសារនេះជូនទៅដល់សាក់សីហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដាក់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសាក់សីគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ជីឈ្មោះនៃ បញ្ជីនេះហើយដើម្បីប្រាប់ថាតើសាក់សីគាត់ស្គាល់ឈ្មោះជនអ្នកជាប់ទោសទាំងអស់នេះដែរឬទេអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការទទួលឯកសារក្រដាស់ពីដំណាងសាស្ត្រវិញ្ញាជួនសាក់សីពិនិត្យ Mr. Yun Kim, what? Yun Kim, away the Kim Chang, Nikitanyam Som Chapadam, Hakinyam Som, I look, Han, Benji, Chmua, Tamba Pay, P, Rook, Mau P, the Ban Pram Roy Pram Nook, Hai Putop Mau, look, Chumriam, my young Tata, look, Squatch, Chmua, Nakla, the Kroman Chini. ខុំឬក៏ប្រធានសហសហគមន៍នឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនតើលោកចាំថាធ្លាប់លឺអំពីបញ្ហានេះដែរទេខ្ញុំធ្លាប់លឺដែរនៅពេលដែលគេចាប់គណៈតំបន់ឃើញថាគេចាប់ហូហែតគ្នានៅខាងឃុំថ្មក្រែនឹងក៏ចាប់ឃុំសំបុកនឹងក៏ចាប់ហើយឃុំផ្សេងៗទៀត ឃើញតែចាប់ជាបន្តបន្តដែរឯនៅខាងសម្បូខ្ញុំក្រោយពីសភាពការនឹងដូចជាមិនសូវមានបញ្ហាប្រមាណទេ ខ្ញុំសូមអរគុណទេប៉ុណ្ណឹង ដំណាក់ប្រញ្ញានៅក្នុងឯកសារដដែលនេះគឺនៅទំព័របន្ទាប់សូមលោកពិនិត្យទៅលើ 007 12 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 78 និងបុគ្គលម្នាក់ទៀតឈ្មោះឈុំចិនហៅភ័ណ្ឌ
chia lê kha sọc sân uôn đại châu mình tìm sau một phê mùi nơi thằng ngày cho mùi khả nìa cứ thằng ngày đập bì thân nưu cho năm chân sắp bầm bầy ta lúc qua bộ côl thằng bì rung nì tế bộ côl thằng bì rung nì châm ở bàn sọ lê vẫn còn mùi dễ ngâm thọp lưu cho mùa mà thank you ដំណាងព្រះញ្ញាសូមអរគុណលោកយុនគីមខ្ញុំមិនមានសំណួរបន្តទៅទៀតទេហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រីដែលបានអញ្ជើញមកផ្ដល់ចម្លើយនៅថ្ងៃនេះលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីបន្តទៅទៀតទេសូមអរគុណអរគុណសាស្ត្រីលោកយុនគីម ការស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោកនៅបន្តចប់នៅឡើយទីសម្រាប់ការត្រូវបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីឆ្នាំរយៈពេល1ខែវិទ្យុណៃឆ្នាំ2007ដោយជារដ្ឋដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយដូចនេះដែរមេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រីសូមអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងការដើម្បីបន្តប្រឹក្សាសាស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃបន្តបន្តហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរំលោភជាមួយនឹង មន្ត្រីនៅអង្គភាពគាំពារសាស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះក្នុងការបញ្ជូនសាស្ត្រីវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញហើយនឹងអនុមោទន៍ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងបាត់ព្រៃកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ដារការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៅវិលមកប្រមូលហើយខ្ញុំដំណើរការសម្ដារការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ទីវិលមកសម្រាប់ហើយជម្រះប្រកាសផ្អាកកិច្ចសម្ដារការសម្ដារការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជំរុញសម្ដារការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ
ដោយក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដល់មណ្ឌលរដ្ឋបាលនេះនឹងអាចបន្តដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីហើយសូមពីគីនឹងសាធិជនជ្រាបប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងឲ្យនាំខ្លួនជួបជុំតាំងបីរូបទៅកម្មវិធីគុំខាំងនៃអវតកវិញហើយនឹងឲ្យនាំពួកគាត់ទាំងបីរូបអ្នកមកកាន់បន្ទុកសំណាកាវិញនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 6 ព្រឹក ដែលឡែកលោកយុទ្ធរីក្នុងករណីដែលគាត់បានបង្ហាញចំហរច្បាស់លាស់ដោយសម្ដងគឺគាត់បង្ហាញចំហរក្នុងការលះបង់សិទ្ធចូលរួមផ្ទាល់នឹងកិច្ចដំណើរការសម្ដងការក្នុងបន្ទប់សម្ដងការនេះតាមរយៈដាក់ពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមដោយផ្ទាល់លាលាអសរមកអង្គជំរះបានមុនពេលអង្គជំរះចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្ដងការនោះអង្គជំរះឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងកលាមជីសម្ដងការហើយនឹងឲ្យនាំ លោកអ៊ីនទ្រីមកត្រឹមតែបន្ទប់គុំខ្លួនមួយដែលមានរៀបចំឧបករណ៍សោះទោះសម្រាប់គាត់តាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដងការពីចម្ងាយហើយចំណែកឯការសម្រេចឬដំណើរសុំអង្គជំរះនឹងពិនិត្យសម្រេចលើបញ្ហានេះជាមុនពេលដំណើរការសួរដីដោសាក់សីសម្រាប់ចុះសូមជើងក្រុងចៅ